Thầy chào các em. Hôm nay thầy dạy hình học lớp 11 nâng cao. Bài học hôm nay thầy sửa bài tập 12, 13 trang 102. Ở bài này, thầy sẽ giúp các em nắm được cái điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hiểu đúng mối quan hệ giữa song song và vuông góc để tránh sai sót trong mối quan hệ này. Bây giờ thầy vào sửa bài tập số 12. Nội dung bài tập số 12 trang 102 như sau. Khẳng định một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng phân biệt trong mặt phẳng P thì nó vuông góc với mặt phẳng P, có đúng không? Vì sao? Như chúng ta đã biết, đường thẳng muốn vuông góc với mặt phẳng thì đường thẳng đó phải vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng. Ở đây là hai đường thẳng phân biệt. Mà hai đường thẳng phân biệt thì có hai vị trí, đó là song song và cắt nhau. Vậy ở trong khẳng định này chắc chắn là sai. Bây giờ thầy sẽ chỉ ra một ví dụ cho các em thấy là sai. Trước hết chúng ta khẳng định đây là mệnh đề không đúng. Chẳng hạn với hai đường thẳng AB cho trước trong mặt phẳng P. A và B song song với nhau. Còn đường thẳng C thì nằm trong mặt phẳng P. Và đường thẳng C này nó vuông góc với cả A và B. Thì như vậy, AB phân biệt thì AB có thể song song với nhau. Đường thẳng C nằm trong mặt phẳng P, nó vuông góc với cả A và B thì nó vẫn không vuông góc với P. Như vậy là chúng ta thấy khẳng định này là sai. Vậy thì trong cái điều kiện đủ để một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, tức là dấu hiệu nhận biết một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, thì cái đường thẳng đó phải vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng, chứ không phải là hai đường thẳng phân biệt. Như vậy các em phải phân biệt được hai đường thẳng cắt nhau là một trường hợp của hai đường thẳng phân biệt, còn hai đường thẳng phân biệt chúng có thể cắt nhau, có thể song song. Bây giờ thầy xoay hình để các em theo dõi. Bây giờ các em nhìn trên nhìn xuống này. Như vậy, từ nay trở đi, khi các em chứng minh một đường thẳng vuông góc về mặt phẳng, thì các em phải chứng tỏ đường thẳng đó vuông góc về hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng. Như vậy là bài tập số 12 nhằm củng cố cho các em kiến thức, đó là điều kiện để một đường thẳng vuông góc về mặt phẳng. Bây giờ thầy sang sửa bài tập số 13. Bài tập số 13 như sau. Cho hai đường thẳng A và B và mặt phẳng P, các mệnh đề sau đây đúng hay sai? Mệnh đề A là đường thẳng A song song với mặt phẳng P, đường thẳng B vuông góc với mặt phẳng P, thì đường thẳng B vuông góc với đường thẳng A. Như vậy, mệnh đề A là mệnh đề đúng bởi vì đó là thuộc về một tính chất thứ năm mà chúng ta đã học ở trong phần lý thuyết. Đường thẳng A song song với mặt phẳng P và đường thẳng B thì vuông góc với đường thẳng A. Khi nào? Khi cái đường thẳng B nó vuông góc với mặt phẳng P. Thầy thay đổi đường thẳng A thì các em thấy. Thầy thay đổi cả đường thẳng B. Thầy thì để các em nhìn từ trên nhìn xuống. Đường thẳng B khi đó trở thành một điểm vì đây là một phép chiếu vuông góc. Bây giờ cũng là
Tương tự như mệnh đề A này mà người ta đổi cái giả thiết cho kết luận thì nó trở thành một mệnh đề thế nào các em? Có đúng hay sai các em? Tức là đường thẳng A vẫn song song với mặt phẳng P mà người ta đổi kết luận của câu A thành giả thiết và một cái giả thiết của câu A trở thành kết luận. Thì các em thấy đấy đúng hay sai? Hoàn toàn sai. Thầy sẽ chỉ cho các em một ví dụ để thấy nó sai. Đường thẳng A song song với mặt phẳng P. Thầy nghiêng hình để các em xem nó song song. Nếu thầy lấy một điểm ở trên đường thẳng A thì các em biết rằng qua một điểm bao giờ chúng ta cũng dừng được một mặt phẳng Q vuông góc với đường thẳng A. Và mặt phẳng Q là duy nhất. Thế thì khi đó cái đường thẳng A nó vuông góc với mặt phẳng Q thì đường thẳng A này nó sẽ vuông góc với mọi đường thẳng B nằm trong Q. Thì như vậy các em đã thấy rằng là đường thẳng B không thể vuông góc với mặt phẳng P được. Như vậy mệnh đề B là một mệnh đề sai. Thì có thể thay đổi để vị trí để các em quan sát. Như vậy mệnh đề B là một mệnh đề không đúng. Bây giờ các em qua mệnh đề C. Nếu đường thẳng A song song với mặt phẳng P, đường thẳng B song song với đường thẳng A thì cái đường thẳng B này nó có song song về mặt phẳng P không? Theo các em đúng hay sai? Các em nhớ lại là đường thẳng B muốn song song về mặt phẳng P thì đường thẳng B này không nằm trong mặt phẳng P. Như vậy ở đây thiếu mất giả thiết là đường thẳng B không nằm trên mặt phẳng P. Như vậy rõ ràng là sai rồi. Ở điều kiện nhận biết một đường thẳng song song về một mặt phẳng là đường thẳng B song song về một đường thẳng nào đó nằm trong P và đường thẳng B này không nằm trong mặt phẳng P. Như vậy thì ở trong cái câu C này thì thiếu mất một cái giả thiết, đó là đường thẳng B không nằm trên mặt phẳng P. Như vậy thì trường hợp này thì đường thẳng B có thể nằm trên mặt phẳng P, cho nên đường thẳng B không thể song song về mặt phẳng P được. Bây giờ các em quan sát hình sau. Trong hình này thầy vẽ đường thẳng B nằm ngay trong mặt phẳng P luôn. Đường thẳng A song song về mặt phẳng P. Em nhìn đường thẳng A thì vẽ song song về mặt phẳng P. Đường thẳng B cũng song song với đường thẳng A đấy. Nhưng mà đường thẳng B này nếu nó không nằm trên mặt phẳng P thì đường thẳng B này song song về mặt phẳng P. Còn nếu không có điều kiện đường thẳng B không nằm trên mặt phẳng P thì mệnh đề C là một mệnh đề sai. Như vậy, ở đây các em lưu ý cho thầy. Nếu thêm một giả thiết đường thẳng B không nằm trên mặt phẳng P thì kết luận C trở thành kết luận đúng. Nhưng mà phải thêm điều kiện đường thẳng B không nằm trên mặt phẳng P. Còn nếu không có điều kiện đường thẳng B nằm trên mặt phẳng P thì đây rõ ràng là một kết luận sai. Như vậy, cái bài học hôm nay thầy đã hướng dẫn cho các em một vài vấn đề cơ bản và các em đừng có nhầm lẫn giữa quan hệ song song vuông góc ở trong mặt phẳng để qua áp dụng cho quan hệ song song và vuông góc ở trong không gian. Thì như vậy sẽ nhầm lẫn và dẫn đến những sai sót không đáng có. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Thầy chúc các em luôn luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.